Chào các bạn đến với kênh Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm mình sẽ giới thiệu đấy là Movie Đàn Tranh. Đây là với Movie Đàn Tranh sử dụng cái đàn tranh. Thì cái Movie này thì nó sẽ có một cục như này để chúng ta cắm vào âm ly và thu, và ba cái đầu mic thu như này để chúng ta gắn lần lượt lên đàn. Thì ở dưới đây là thường thì cây đàn tranh của chúng ta sẽ có lỗ nhạc, hoặc là nếu không có lỗ này thì các bạn thì để trên mặt đàn đấy, thì các bạn sẽ bóc cái lớp hồng như đây ạ và dán nó vào đàn của các bạn. Đây và lấy này ra thì chúng ta sẽ dán từ ba này ở ba điểm trên mặt đàn. Chúng ta chia mặt đàn thành ba quãng, 1, 2, 3 và dán ba này vào. Bây giờ thì các bạn có thể dán luôn như này và mang đi lại luôn chứ không nhất thiết là phải tháo ra. Đây, bây giờ mình sẽ cắm cái rắc âm ly này vào trên đàn tranh này, bạn nó lên.
xem video của nhạc cụ đàn hương. Nếu bạn nào muốn mua cái mic đàn tranh như này thì có thể liên hệ hotline ở bên dưới nha. Vâng, mình xin